dự báo thời tiết tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ngày 9 tháng 5. Những ngày này, khu vực tỉnh vẫn duy trì trạng thái thời tiết nắng, mưa đan xen, ban ngày trời nắng yếu, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xuất hiện các hiện tượng lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, vài nơi cao hơn 1 đến 2 độ, thấp nhất trong ngày là từ 25 đến 27 độ. Thành phố Vũng Tàu mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng yếu, gió đông cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, cao nhất từ 30 đến 32 độ. Độ ẩm tương đối 85 đến 90%. Khu vực huyện Côn Đảo mây thay đổi, ngày có lúc có mưa rào nhẹ, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, cao nhất từ 29 đến 31 độ. Độ ẩm tương đối 85 đến 90%. Vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Côn Đảo nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xuất hiện lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 5, giật trên cấp 5, biển động nhẹ. Mực nước tại Vũng Tàu ngày 9 tháng 5 cao nhất 365 cm, xuất hiện lúc 13 giờ, thấp nhất 160 cm, xuất hiện lúc 1 giờ.